Đây là một trong 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người Trung Quốc qua Việt Nam thuê khách sạn đánh bạc qua mạng mà Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành. Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết các quyết định do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ký xử phạt các công dân Trung Quốc về hành vi vi phạm hành chính, người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định tại điểm B khoản 5 điều 17, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Mức phạt tiền là 20 triệu đồng một người, tổng mức phạt 7 người là 140 triệu đồng. Quyết định này cũng nêu những công dân Trung Quốc có tên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, phải nộp tiền tại ngân hàng có địa chỉ kèm theo. Trước đó, ngày 11 tháng 8, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá chuyên án triệt phá nhóm đánh bạc quốc tế qua mạng. Những người này đã đến Huế thuê khách sạn rồi dùng máy tính, thiết bị kỹ thuật thực hiện đánh bạc trực tuyến với những người Trung Quốc khác.